Chào mọi người, hôm nay thì Thẩm mỹ quốc tế Bali xin giới thiệu mọi người một chị khách hàng là chị An. Chị An có sử dụng chương trình Ultra FLX 4.1, hiện nay là công nghệ trẻ hóa da mới nhất của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Mọi người có thể thấy là đây là hình ảnh của chị An trước đây là khoảng độ 20 ngày trước. Thì hôm nay là sau hơn 20 ngày thì chị An có lịch qua thẩm mỹ Bali để mình chăm sóc da và kiểm tra lại da. Thì mọi người có thể thấy rõ cái tình trạng của chị An này. Chị An thì có một cái tình trạng da là lão hóa và đổ mô rất là nhiều hai bên khóe miệng này. Thì có hai nếp nhăn sâu, hai bên má của chị thì cũng là chảy xệ. Và cái tình trạng da thì không được đều màu. Có một số các cái điểm sắc tố ở hai bên má. Nhưng mà sau khi mà mình làm cái chương trình Ultra FLX 4.1 thì mọi người có thể thấy đây là chị An đây ạ. Chị An hôm nay qua để chăm sóc đây ạ. Thì chị có thể chia sẻ một chút về cái chương trình Ultra 4.1 mình đã làm không ạ? Vâng, chào tất cả mọi người. Mình là An và trước đây thì cái công việc của mình khá là bận rộn, bây giờ cũng rất là bận rộn. Và sau khi được giới thiệu đến thẩm mỹ viện Bali thì có được các bác sĩ thăm khám và sử dụng, tức là khuyên mình sử dụng cái công nghệ Ultra FLX 4.1 thì trước đây thì da mình như chị vừa nói rất là xấu và các vết chân chim rất là nhiều, là nám tàn nhang này, rồi thì cơ bị chảy xệ xuống và nói chung là mình rất là mất tự tin và đi đâu thì cũng phải make up rất là nhiều để mà che đi cái khuyết điểm trên mặt. Và sau khi được sử dụng cái công nghệ Ultra FLX 4.1 thì là da của mình đã được cải thiện rất là nhiều. Như các bạn đã thấy đây thì da của mình các cái vết chân chim cũng không còn nữa, nám tàn nhang thì cũng mờ rất là nhiều và cơ mặt cũng được nâng lên và mình cảm thấy rất là tự tin khi mà bây giờ thì không cần phải make up nhiều nữa, rất là tự tin khi mà đi ra ngoài. Đó thì rất là cảm ơn các chị đã, nói chung là bây giờ mình cảm thấy rất là tự tin và đấy đây bây giờ không nhận ra mình trước đây luôn. Sau 20 ngày thì bây giờ về thì mình cũng không cần phải chăm sóc da nhiều mà mình da bây giờ càng ngày càng đẹp hơn. Đặc biệt là đối với công nghệ Ultra FLX 4.1 thì khách hàng chỉ cần làm trong vòng 60 phút thôi và một lần duy nhất thì đã lấy lại được cái độ tươi mướt và giảm nếp nhăn rõ rệt cho khách hàng. Nếu như mà mọi người quan tâm kỹ hơn về chương trình Ultra FLX 4.1 thì có thể gọi điện theo số điện thoại 0386463463 để được các chuyên viên của Thẩm mỹ quốc tế Bali tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ạ.